đời sống vật chất ngày càng nâng lên. Đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ ở vùng nông thôn như huyện Châu Đức cũng đang dần rộng mở. Thành quả này có sự tiếp sức của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương để mỗi hội viên thêm vững tin vượt lên những giới hạn bản thân. Đến nay trên địa bàn huyện Châu Đức, số hộ gia đình phụ nữ khá giả chiếm khoảng 30%. Vì vậy, trong gia đình lẫn ngoài xã hội, phụ nữ thêm tự tin, tự chủ. Đời sống văn hóa tinh thần theo đó ngày càng được chăm sóc đầy đủ, chu đáo hơn. Phụ nữ cũng có thêm điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao mà mình yêu thích. Và những hoạt động này phần lớn do các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Hiện nay, toàn huyện Châu Đức có trên 50 mô hình, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ, thu hút hàng chục ngàn hội viên tham gia. 94 chi tổ hội phụ nữ trên địa bàn đều duy trì sinh hoạt văn hóa, văn nghệ định kỳ, hàng tuần, hàng tháng, tạo không khí vui tươi, tinh thần lạc quan cho hội viên, đồng thời còn tạo dựng lực lượng nòng cốt cho các buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ cộng đồng dân cư. Giờ hiện tại bây giờ đang có phong trào mà thể dục dân vũ, nói chung là thôn, thí dụ một xã được có nhiều thôn, thiệt nhiều thôn chia ra từng nhóm để tập, để niềm vui đó. Mà tại vì thôn cô là chưa có xây lên mà nhà văn hóa nữa, hay là chỗ hội họp là thôn cô là chưa có. Nên chị đó là mình mượn một cái nhà chị nào rộng rãi, rồi hẹn tới giờ, rồi mấy chị em đến. Như hồi xưa thì người ta đi làm được kinh tế khó khăn, nhưng bây giờ người ta làm công nhân. Những ngày cuối tuần thì các chi hội cũng tập trung được các chị em sinh hoạt trong cái dịp, thí dụ như lễ Tết, hoặc lâu lâu cũng có tổ chức một cái trò chơi hoặc là đi thăm với nhau thì cũng rất là vui vẻ. Trong xã thì có được ba câu lạc bộ dân vũ nữa, rất là phấn khởi. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cũng đời sống tinh thần của chị em cũng được nâng cao. Ví dụ như câu lạc bộ dân vũ thị trấn được ra đời cách đây cũng 2 năm. Và cứ mỗi sáng là chị em lên tại trung tâm văn hóa để tập thể dục, thể thao và tập các bài dân vũ. Mà cứ 3 tháng là một bài mới, tập bài mới để chị em không có nhàm chán. Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho phụ nữ Châu Đức, ngày càng có sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, sự ủng hộ của gia đình, cộng đồng. Tôi thấy hiện nay đó, cái phong trào giữ lời phụ nữ về tinh thần đó, thì được hưởng ứng rất tích cực. 100% địa bàn dân cư xã, thị trấn đến khu phố thôn ấp có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thì hội viên phụ nữ là lực lượng nòng cốt. 16 trên 16 trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng các xã, thị trấn đều có mô hình sinh hoạt văn hóa, thể thao dành cho phụ nữ. Câu lạc bộ yoga Thiền Minh Ngọc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Đức. Mỗi ngày 2 buổi sáng chiều, câu lạc bộ là điểm hẹn của chị em trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao và các xã lân cận. Hơn 1 tiếng tập luyện giúp học viên thêm dẻo dai, sức khỏe và cả giải tỏa áp lực trong công việc, cuộc sống. Được thành lập 3 năm, từ chưa đầy 10 học viên, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên. Mà khi tinh thần nó ổn định thì tất cả những cái hoạt động và tất cả những cái công việc và tất cả những cái lời ăn tiếng nói nó sẽ kiểm soát được. Ví dụ như mình đang bực mình thôi thì mình đưa hơi thở vào, vì hơi thở nó sẽ làm điều hòa được, làm dịu được cái tính nóng nảy của mình.
Thành lập từ năm 2018, đến nay, câu lạc bộ dân vũ của Hội Phụ Nữ Thị trấn Ngãi Giao thu hút hàng trăm chị em, trở thành ngôi nhà chung để phụ nữ gắn kết, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm làm ăn, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cháu, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Và ở đấy là các cấp chính quyền cũng có đưa xuống cho chị em chúng tôi là một cái câu lạc bộ dân vũ đấy. Cho nên là chị em rất là phấn khởi và cũng không bỏ một buổi tập nào. Thị trấn cũng tổ chức cho chị em như ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 hoặc là những ngày lễ kỷ niệm thì tổ chức những cuối buổi họp mặt hay là liên hoan hay đi dã ngoại vui chơi thì chị em rất là phấn khởi. Câu lạc bộ dân vũ thì nhờ cái nâng cao được cái tinh thần, thể chất, sức khỏe cho chị em rèn luyện cho nên là chị em rất phấn khởi. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Kim Long có hơn 40 thành viên từ 35 đến 78 tuổi. Không chỉ duy trì những bài tập dưỡng sinh, câu lạc bộ còn tạo điều kiện cho hội viên tham gia tập luyện các môn thể thao, cầu lông, bóng chuyền hơi. Những dịp lễ, Tết, câu lạc bộ đều có chương trình biểu diễn như đợt kiểm tra, vừa kích hoạt tinh thần thi đua cho hội viên, vừa tạo thêm sân chơi giúp hội viên giao lưu và lan tỏa tình yêu văn nghệ, tinh thần thể thao. Ở đây với đi làm rẫy là nhiều à, tập thể dục xong từ 5 giờ tới 6 giờ cái là về là đi làm. Còn đi thi rồi các cuộc thi dưới tỉnh rồi dưới huyện rồi hoặc là đi khai mạc hội nghị rồi làm cho các cô rất là phấn khởi. Mỗi lần mà có cái chương trình gì mời, tụi cô đều tham gia. Thi cử tụi cô tham gia. Tất cả mọi cái tinh thần của tất cả các cô rất là vui, rất là hạnh phúc. Tuần lễ áo dài nhân dịp quốc tế phụ nữ được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và hưởng ứng sự kiện này tại huyện Châu Đức. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tổ chức hội thi duyên dáng áo dài, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thi trang phục áo dài, dịp này các hội viên phụ nữ Châu Đức còn thỏa sức thể hiện sở trường của bản thân, thể hiện phong thái tự tin trước đám đông. Nhiều lúc chị em muốn biểu diễn một cái gì đó vẻo dài thì lại không có cái chương trình nào để biểu diễn. Thì ngay cái cuộc biểu diễn ngày hôm nay dân giáo ngày nay mang lại cho chị em một cái niềm vui. Các năm gần đây thì xã hội cũng như là tất cả mọi người đã quan tâm hơn đến những người phụ nữ. Đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa. Tại vì nó mang đến cho những người phụ nữ cũng như là người con gái Việt Nam một cuộc thi mà có thể tôn vinh được cái nét đẹp của mỗi người. Đây cũng là một cái hoạt động nhằm mà tôn vinh nét đẹp truyền thống của chị em phụ nữ, đồng thời cũng là khơi dậy và phát huy thêm và tạo điều kiện cho chị em phụ nữ phát huy hơn nữa cái đời sống tinh thần cho chị em. Bây giờ đang có phong trào mà thể dục dân vũ, nói chung là thôn, thí dụ một xã được có nhiều thôn thì nhiều thôn chia ra từng nhóm để tập để niềm vui đó. Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân và gia đình trong xã hội. Hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cũng đã tạo cho tỷ em một cái tinh thần giúp cho chị em được tự tin. Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất quan tâm tới những cái điều kiện trong điều kiện có thể để chúng tôi làm sao giữa ngành văn hóa với Hội Liên hiệp Phụ nữ để làm sao phát triển rộng khắp các mô hình hoạt động để đảm bảo đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ chẳng những ở cấp huyện, ở cấp xã mà làm sao nó lan tỏa đến từng thôn ấp khu phố trên địa bàn.